Xin chào 90 triệu anh em, mình là Eric. Như các bạn đã biết thì trong video lần trước mình đã giúp các bạn cũng như rằng là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về vòng lặp đối với thằng JavaScript. Cụ thể ở đây thì chúng ta đã làm quen với vòng lặp for cũng như là vòng lặp while, do while. Thì như vậy là về cơ bản chúng ta đã gọi là đã xong được hai cái vế đầu tiên của chúng ta. Thì ở đây thì mình có bổ sung lại cái khóa học của chúng ta thì mình gọi là mình đã đẩy nhanh tiến độ lên một video, tức là mình sẽ gộp cái if else statement và cái break continue vào một video, và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bốn thằng này nhá. Thì nếu như đây là lần đầu tiên các bạn theo dõi channel của mình thì các bạn có thể biết rằng channel của mình là Hỏi Sơn IT. Thì trên channel của mình có tạo một cái playlist, đây chính là tự học JavaScript cơ bản từ A đến Z. Thì các bạn có thể xem video trong playlist này. Video mới thì mình sẽ cập nhật vào đây, cũng như rằng là những video mình đã chủ động đánh dấu, những video mình đã đánh số thứ tự từ thăng 0 cho đến thăng N. Thì đây chính là trình tự các bạn theo dõi cái khóa học này. Thì đầu tiên tại sao gọi là mình lại dồn cái thằng if else statement vào đây? Lý do cơ bản bởi vì rằng là nếu mà nó đứng đơn lẻ đấy các bạn, nó không có ý nghĩa gì đâu. Sau này thì các bạn thường dùng if else statement đấy, các bạn sẽ kết hợp với một cái gì gì đấy. Thì đấy là lý do tại sao mà mình lại dồn nó xuống đây. Thì cụ thể thì để học cho nó dễ hiểu ấy, thì mình sẽ gọi là mình sẽ vừa ôn lại kiến thức các bạn học bài hôm trước và mình sẽ giới thiệu về cái thằng if else statement luôn nha. Rồi, thì để bắt đầu video ngày hôm nay, trước tiên thì các bạn sẽ gọi là chúng ta sẽ mở cái project của chúng ta lên nha. Ở đây thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái new folder, thì mình sẽ đặt là video 13 nha các bạn. Thì tại sao nó lại là video 13? Thì các bạn hình dung rằng là của mình thì bắt đầu từ chương 2 mình mới bắt đầu code, thành ra rằng đây chính là bài thứ 3 của cái chương 3. Thành ra là 10 cộng 3 là 13 nha. Thì cái này chỉ là cái mình đánh để nhớ số thứ tự thôi. Còn trong cái project của các bạn, nếu như là các bạn theo dõi video của mình từ đầu ấy, thì đây chính là một cái folder tiếp theo thôi. Rồi, thì bên trong này thì mình sẽ tạo thêm một file nha. Video13.js. Đấy. Thì ngay cái file index.html ở đây thì mình sẽ thay cái này bằng 13 nha các bạn. Đấy, 13 nha. Ok chưa? Mình nhấn Ctrl S cho nó lưu lại nha. Và sang bên này, bao giờ chúng ta cũng có một câu lệnh huyền thoại là mình sẽ hello world nha các bạn. Hello world from HTML. Đấy, ok chưa? Rồi, thì ở đây thì để cái mở cái project của chúng ta thì mình sẽ chọn là review file in cái Explorer và mình sẽ nháy đúp với thằng Google Chrome. Thì nếu như mình inspect lên thì mình chuyển qua Tag Console. Các bạn có thể thấy rằng là mình đã in ra được cái chữ là hello world from HTML đúng không? Thì ở đây như bài học hôm trước thì mình đã giúp các bạn làm với vòng lặp while đúng không? Các bạn nếu như bạn nào còn nhớ thì mình luôn có một cái ví dụ, đấy chính là array to for đúng không? Mình sẽ tạo một cái array to for nha các bạn. Đấy, như thế này. Chính bằng cái gì? Hôm trước thì mình đoán rằng là thằng Man City vô đi. Tuy nhiên rằng là hôm nay thì mình sẽ thay bằng thằng River nha các bạn. Tiếp theo nữa là Chelsea nha. Mình sẽ đổi thứ tự một chút này. Chelsea này. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cho thằng dĩ nhiên vẫn có MU rồi, thì đội hình khá chi là trẻ cũng như rằng là đang đội 9 thì mình sẽ gọi là mình nghĩ rằng thằng MU nó sẽ chen chân vào thôi. Tuy nhiên rằng chúng ta hơi cho MU hơi cao bởi vì mà để cân lại cái anh Man City thì mình nghĩ rằng nó hơi khó. Rồi, thì như thế này, nếu như vòng lặp for thì hôm trước thì mình đã giúp các bạn ôn rồi đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ làm quen với vòng lặp while nha. Thì mình sẽ như thế này, mình sẽ tạo một biến let y bằng 0 ở ngoài nha. Và mình sẽ là while y nhỏ hơn array to for.len nha. Đấy. Thì khi mà y nhỏ hơn cái này thì chúng ta làm gì? Mình sẽ đơn giản rằng là mình sẽ in ra top nha các bạn này. Top club nha các bạn. Đấy. Như thế này. Thì mình sẽ đầu tiên là in ra cái biến y cộng 1 nha các bạn. Tại sao mình là y cộng 1? Bởi vì rằng là y của chúng ta đang chạy từ 0 đúng không? Thì chúng ta muốn lấy thằng liver ấy thì chúng ta sẽ là y cộng 1. Nó đứng top 1 mà. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ in cho mình là array to for. Và các bạn sẽ cho thằng y như thế này thôi. Và ở ngoài cái vòng lặp này bắt buộc các bạn phải tăng y lên thì như vậy thì chúng ta mới chạy được cái vòng lặp này nha. Rồi, thì như vậy rằng là mình đã biết xong cái của chúng ta. Thì nếu như mình quay lại mình refresh, các bạn sẽ thấy rằng là mình đã in ra được là top 1 club liver ở Chelsea, MU và Man City đúng không? Thì đây chính là chúng ta đã dùng vòng lặp. Thì hôm nay ấy, thì như bài học hôm trước ấy, bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như rằng là mình chỉ muốn in cái câu lạc bộ nào mà có hai ký tự thôi, đấy là một vấn đề đúng không? Tức là mình sẽ tìm được thằng MU và mình in nó ra. Đấy gọi là khi chúng ta phải dùng với thằng if else statement đúng không các bạn? Thì đây thì để sử dụng nó thì các bạn sẽ cho mình một cái điều kiện nha. Các bạn mà muốn dùng cái if else ấy, những cái từ mình nói đây các bạn này, nó là tiếng Anh thôi. Tức là nếu mà cái if, tức là điều kiện nếu như là, thì các bạn sẽ dùng điều kiện cho mình nha. Nếu như là này,
Thì bên trong cái dấu đóng một ngoặc này chính là điều kiện của các bạn, nó gọi là condition đấy, tức là điều kiện. Cái từ mình nói là cái từ này các bạn này, condition. Rồi thì ở đây thì nếu mà mình ví dụ mình sẽ gọi là array y nha, mình sẽ check này thằng array just for y này, tức là mình sẽ check xem là thằng phần tử đấy mà ví dụ mình chấm len nha các bạn, chấm len bằng bằng hai thì mình sẽ bê cái câu lệnh này ra đấy, mình sẽ Ctrl X và mình paste vào đấy. Rồi bây giờ các bạn sẽ xem sự khác biệt nha, mình chỉ in được mình thằng MU thôi. Các bạn sẽ quay lại và mình sẽ chạy code đã. Đây, các bạn thấy rằng là mình đã in ra được top 3 MU. Thì các bạn thấy tại sao mà mình chỉ in ra được một dòng lệnh này? Thì mình sẽ giải thích nha. Thì ở đây ấy, các bạn hình dung cho mình này. Thì chúng ta có vòng lặp như thế này đúng không? Thì cái array for này đây chính là một câu điều kiện này, nó sẽ check rằng là từng thằng phần tử một ở đây, tức là từng một cái item này, cái thằng item nào mà có len chính bằng hai ấy, thì các bạn hình dung len ở đây chính là cái độ dài của ký tự ấy, bởi vì rằng là những cái phần tử của chúng ta nó là string mà, kiểu ký tự là chuỗi đúng không? Thì riêng thằng MU nó nằm ở vị trí này không nhá, mình đang nói về index trước, không này, một hai, tức là index của nó là index là hai đúng không các bạn? Ở đây là mình dùng y cộng một, thành ra rằng nó in ra màn hình chữ số 3 nha. Tiếp theo nữa rằng là array y, thì array y của chúng ta chính là array 3 ấy, tức là thằng MU. Đấy là lý do tại sao nó in ra cái thằng MU và bắt buộc các bạn phải trong cái câu lệnh này đúng không? Thì cái thằng if else nó dùng để làm gì? Nó dùng để các bạn check điều kiện thôi. Thì cái này nó hiệu quả khi các bạn muốn khi nó thỏa mãn một điều kiện gì đấy và các bạn thực thi cái đống code này. Tức là nếu mà cái điều kiện của bạn thỏa mãn cái vế đầu này thì cái đống code mà trong cái block đóng ở ngoài thế này nó sẽ được thực hiện thôi. Thì mình nghĩ rằng là việc các bạn học if else ở đây đối với những bạn mới bắt đầu ấy, chưa biết gì thì là nó là mới. Còn những bạn mà đã từng học qua một ngôn ngữ nào đấy rồi thì mình tin chắc rằng là dù các bạn học Java, PHP này, C hay là cái gì gì nữa thì nó luôn giống nhau thôi các bạn. Cái này giống như các bạn học học tiếng Anh hay học tiếng Việt ấy. Toán tử cộng vẫn là cộng thôi, các bạn vẫn có sin cos nó giống hệt nhau thôi. Chứ giống như các bạn là cos 90 độ bằng 0 chẳng hạn thì các bạn học tiếng Anh nó vẫn vậy, tiếng Việt nó cũng vẫn vậy. Chẳng qua rằng là nó sẽ viết đi hơi khác một chút thôi. Rồi, thì đây gọi là cái điều kiện if thì chuyện gì sẽ ra đối với điều kiện else. Thì điều kiện else tức là nếu mà các bạn hình dung rằng là nếu mà điều kiện này không đúng này thì nó sẽ chạy vào cái thằng else, thì đấy gọi là thằng else nha. Dĩ nhiên rằng là các bạn lưu ý cho mình rằng là chúng ta không bao giờ có thằng else nó đứng một mình nha, bắt buộc trước thằng else các bạn sẽ cho mình một cái if nha, thì đấy gọi là cái thằng này. Thì ở đây ví dụ mình sẽ cố tình mình cho thằng liver thành bốn ký tự nha các bạn, đây này mình viết thành life thành bốn ký tự nha. Thì nếu như là các bạn muốn check điều kiện một cái vòng lặp mà có nhiều điều kiện đấy, các bạn sẽ else if này đấy, else if. Thì các bạn khi mà các bạn dùng else if vậy thì các bạn sẽ cần phải thêm một điều kiện. Còn ví dụ là cái điều kiện else đứng một mình ấy, thì các bạn sẽ không cần có điều kiện nha. Tức rằng là cái thằng else đứng cuối cùng rằng là nó sẽ chạy lần lượt nha các bạn, cái vòng là nó sẽ check cái điều kiện đầu tiên này không đúng, nó sẽ chạy điều kiện thứ hai không đúng thì nó mới chạy cái đống code này. Tức là thằng này sẽ gọi là giống như là một cái fallback ấy, giống như là một cái backup plan của các bạn ấy, tức là những cái thằng phía trên nó không chạy vào thì tao mới dùng thằng cuối cùng nha. Thì ở đây ví dụ mình sẽ là chấm len bằng 4 nha. Như thế này các bạn này, mình chấm len bằng 4 nha, tại vì mình đã sửa thằng liver có len bằng 4 rồi thì 100% nó sẽ in ra thằng liver thôi. Đấy, mình sẽ paste vào đây và mình nhấn Ctrl S. Bây giờ các bạn sẽ thấy rằng là mình in ra được thằng MU. Cái thằng liver này này nó sẽ in ra đầu tiên nha các bạn. Các bạn sẽ là thằng liver, thằng cái thằng life này nó in ra đầu tiên này. Mình sẽ refresh này. Đấy, các bạn thấy rằng là nó in ra đầu tiên. Các bạn biết tại sao mà nó in ra đầu tiên không? Và thằng MU in sau không? Mặc dù rằng là câu điều kiện của nó nằm phía trên, còn cái thằng này nằm phía dưới. Lý do bởi vì rằng là chúng ta đang dùng vòng lặp, các bạn sẽ chạy y từ 0 cho đến 4 đúng không? Tức là chúng ta đang chạy trong cái vòng lặp này này thì nó sẽ chạy lần lượt thôi, y bằng 0 này thì nó gọi là nó fail cái điều kiện này. Nó sẽ gọi là check đến thằng này đúng luôn, nó in ra luôn rồi. Sau đấy là nó tiếp tục tăng y lên. Nó đến y bằng 3, nó thỏa mãn cái thằng này thì nó in ra. Trong khi thằng này nó không thỏa mãn thì nó không in. Thì đấy gọi là nôm na về câu điều kiện nha. Mình nghĩ rằng là những cái như thế này nếu mà bạn nào học mình mà nói sâu hơn các bạn sẽ cảm giác nhàm chán đúng không? Thì mình sẽ quay lại với sách giáo khoa của chúng ta nha, để xem là sách giáo khoa nó viết như thế nào nha các bạn. Thì ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn cái sách giáo khoa của chúng ta. Thì các bạn có thể thấy rằng là chúng ta có if else statement. Thì cái sách giáo khoa này thì các bạn yên tâm rằng là mình sẽ để tại phần miêu tả của video nha. Các bạn gọi là cũng nên tự tìm hiểu nha. Đây thì các bạn có thể thấy rằng là ở đây thì nó nói if else này đấy. Thì đây chính là cái mà mình nói này. Nếu như các bạn học ở trên này thì nó sẽ tách riêng ra rằng là thằng if statement này. Thì ví dụ như thế này này. Thì các bạn có thể là if hour nhỏ hơn 18 thì nó in ra cái này. Thì ở đây thì các bạn có thể nhấn cái chữ try yourself cũng được, giống hệt như ví dụ của mình thôi. Ngoài ra thì các bạn sẽ có condition này. Đây này,
Tức là nếu mà cái điều kiện nó bằng true ấy thì cái dòng này nó sẽ được chạy. Còn nếu mà cái condition của bạn bằng false thì nó sẽ chạy dòng dưới thôi. Thì như ví dụ của mình, đây các bạn thấy rằng là nếu mà giờ nhỏ hơn 18 thì nó sẽ gọi là in ra cái chữ là good day. Còn nếu mà nó else thì các bạn là good evening nha. Rồi, thì tương tự nếu mà các bạn có cái dòng else if statement như mình nói này. Nếu mà cái điều kiện 1 không đúng thì nó sẽ check in điều kiện 2 đúng không? Nếu điều kiện 2 không đúng thì nó sẽ chạy đến dòng cuối cùng. Thì đấy gọi là cái thằng if, else và else if nha các bạn. Ngoài ra thì đến đây thì nó hết rồi các bạn. Các bạn thấy rằng là chúng ta học về cái else if statement nó cực kỳ nhanh đúng không? Thì ở đây thì mình muốn cover luôn một cái topic cực kỳ hay. Đấy chính là các bạn sẽ dùng cái câu lệnh break và continue. Thì khi nào mà chúng ta dùng hai câu lệnh này? Hai câu lệnh này nó chỉ có ý nghĩa khi các bạn dùng trong vòng lặp thôi. Còn các bạn dùng ở ngoài ấy, thì mình nghĩ rằng là nó cực kỳ ít ý nghĩa. Nó dĩ nhiên là nó vẫn có, tuy nhiên rằng là chúng ta không dùng mấy đâu các bạn. Các bạn có dùng mấy câu lệnh break trong cái switch statement, tức là câu lệnh các bạn giống như là một cây giá trị ấy, thì các bạn sẽ dùng câu lệnh switch. Thì mình ở đây ấy, thì mình chỉ hướng dẫn các bạn dùng cái thằng break và thằng continue đối với vòng lặp thôi nha. Thì mình sẽ nhảy luôn vào code và mình sẽ chỉ các bạn tại sao mà nó lại thú vị nha. Thì bây giờ ấy, có một chuyện như thế này. Sau này các bạn đi làm thì các bạn sẽ cần quan tâm đến hiệu năng đúng không? Hiệu năng của ứng dụng ấy. Giả dụ như rằng là cái mảng array không phải là cái mảng array top 4 của mình nữa, mà là array top 1000 chẳng hạn. Mình muốn gọi là mình muốn tìm cái thằng mình muốn tìm vị trí của thằng câu lạc bộ Chelsea chẳng hạn. Thì mình sẽ cần phải là lặp cả cái mảng này đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ dùng vết cạn đúng không? Ví dụ như là thằng Chelsea nó nằm ở vị trí thứ hai rồi, thì các bạn thấy rằng là mình muốn rằng là mình chỉ lặp đúng 2 lần thôi, thay vì là mình phải lặp 1000 lần đúng không các bạn? Thì mình muốn rằng là có một cái câu lệnh gì đấy mà mình tìm được thằng Chelsea phát mình sẽ thoát ra khỏi vòng lặp. Thì đấy khi đấy gọi là chúng ta sẽ dùng cái thằng break nha. Rồi thì ở đây thì mình sẽ gọi là nếu mà mình như thế này nha các bạn, như thế này vẫn là câu lệnh này của chúng ta, mình sẽ xóa cái này đi nha. Thì ở đây nha, mình sẽ check điều kiện nha. If này, if array y, array top 4 y này, như thế này, bằng bằng nha các bạn. Bằng bằng cái gì? Mình sẽ array top 4 y như thế này. Mình sẽ check điều kiện bằng bằng nha các bạn, sẽ chính bằng cái thằng Chelsea. Thì mình sẽ break này các bạn. Đấy, mình sẽ check một cái điều kiện nha. Mình sẽ console.log này, console.log này, file này. Mình sẽ như thế này. Và mình sẽ in ra một cái là array top 4 for y. Đồng thời ở đây thì mình dùng thêm một câu lệnh nha các bạn, mình sẽ là continue. Continue. Đấy. Như vậy thì ở đây thì mình sẽ break nha các bạn, mình sẽ như thế này, break. Đấy, mình sẽ break như thế này. Thì khi mình dùng câu lệnh break ấy, thì cái vòng lặp nó sẽ tự hiểu rằng là nó đã có tín hiệu để nó ngừng rồi vòng lặp, tức là stop ngay tại đây. Thì đấy gọi là câu lệnh break nha. Thì bây giờ nếu như bạn nào không tin ấy, thì trước khi như thế này thì mình sẽ console.log y nha. Đây này, mình sẽ in thêm một câu lệnh là console.log này. Đấy, check y nha, đấy, như thế này. Thì để các bạn xem là chúng ta in ra được cái giá trị y bao nhiêu lần. Được chưa? Rồi, thì mình sẽ quay lại và mình sẽ cần refresh một cái các bạn xem này. Đấy, các bạn có thấy rằng là check y của chúng ta, các bạn biết tại sao mà y nó bằng không không? Mà chúng ta lại không chạy tiếp không? Thì ở đây thì các bạn có thấy rằng là mình đã in ra được cái dòng chữ là Farid Chelsea đúng không? Thì nếu như các bạn quay lại nhé, thì các bạn để ý cho mình rằng là cái thằng chúng ta đến đây ấy, các bạn biết rằng là chúng ta chạy lần đầu tiên là y bằng không đúng không? Thì cái điều kiện này nó chưa xảy ra. Chúng ta chạy lần thứ hai y bằng 1. Khi y bằng không ấy thì các bạn in ra được cái dòng lệnh này. Thì bây giờ nếu mà để đúng ấy thì mình sẽ cần phải in ra ở trước ở đây này. Thì khi y bằng 1 ấy thì nó chạy vào đây và nó break rồi. Thành ra rằng là như lúc nãy ấy, câu lệnh này của mình nó không được in. Bây giờ nếu như mình quay lại thì các bạn có sẽ thấy rằng là cái y của mình chạy 2 lần. Ok chưa? Thì đấy gọi là các bạn hiểu rằng là khi các bạn dùng câu lệnh break ấy, khi các bạn dùng câu lệnh break ấy, thì nó sẽ gọi là thoát, giúp các bạn thoát ra khỏi vòng lặp nha. Còn khi nào các bạn sẽ gọi là dùng câu lệnh continue. Tức rằng là khi các bạn dùng câu lệnh continue ấy, continue này, tức là tiếp tục ấy, thì khi các bạn dùng câu lệnh continue ấy thì vòng lặp nó vẫn tiếp tục. Tuy nhiên rằng là khi mà vòng lặp mà nó gặp cái từ continue thì nó sẽ không thực hiện code nữa và nó sẽ gọi là thực hiện một cái chu trình mới. Thì ở đây ấy, nếu mà nó tìm thấy thằng Chelsea thì nó sẽ không chạy cái đoạn này nữa các bạn này. Nó sẽ không chạy cái đoạn này nữa. Nó sẽ bỏ qua thằng này và nó sẽ tự động gọi là check thằng y tiếp. Thì các bạn sẽ xem là ở đây thì nó sẽ ra gì nha. Chúng ta chỉ chạy code cái đã, mình nếu như là mình ấy, bao giờ mình cứ cứ thực hành thì các bạn dần dần rồi nó ngấm thôi. Chứ mình cũng chẳng nhớ cái này. Nếu mà mình đi code, các bạn tin rằng mình code 3 năm rồi, tuy nhiên là chẳng bao giờ mình học cái này. Các bạn có thấy rằng là bây giờ chúng ta bị một cái vòng lặp vô hạn đúng không? Đấy, Farid Chelsea, continue. Thì tại sao nó lại bị một cái vòng lặp vô hạn? Bởi vì sao? Bởi vì rằng là chúng ta gọi là khi các bạn đến đây continue ấy, chúng ta gọi là không nói cho cái thằng này là y của nó, y giá trị y của chúng ta ở đây ấy, nó luôn là bằng 3 đúng không các bạn?
Tức là khi các bạn tìm thấy thằng này này, y của chúng ta đang là bằng 0 là 1 đúng không? 1 nó luôn nhỏ hơn array trước 4. Thành ra rằng là nó vẫn, tức là chúng ta phải tăng y lên trước. Đây này, các bạn phải tăng y lên trước. Bây giờ mình sẽ bê cái biến y lên trước nha. Tức là lúc nào chúng ta cũng tăng y rồi. Thì khi mà tăng y ấy, đến một lúc nào đấy nó lớn hơn cái array.length thì ngay lập tức nó sẽ gọi là nó thoát ra khỏi vòng lặp thôi. Thì mình sẽ quay lại và mình refresh một cái này, mình sẽ tắt đi không cho nó refresh nữa và mình sẽ cần refresh lại nha. Nó đơ cả trình duyệt của mình luôn các bạn. Mình sẽ copy cái này và mình sẽ sang bên này. Mình sẽ mở một tab nữa nha và mình nhấn enter này. Đấy, các bạn thấy rằng là lần này nó không bị quay 10 vòng trái đất nữa đúng không? Nếu như mình quay lại đấy, các bạn có thấy rằng là đây, các bạn có thấy một cái điều gì kỳ lạ không? Đấy chính rằng là chúng ta in ra 2 3 4. Thế cái thằng 1 và 2 nó chạy đâu rồi? Thì chúng ta tại sao mà chúng ta lại có 2 3 4? Đúng ra ấy, như mình nói hôm trước rồi ấy, các bạn để ý rằng là như chúng ta in ở đây ấy, là chúng ta đã tăng giá trị của y lên trước rồi. Thành ra là thằng 0 nó sẽ thành thằng 1, thằng 1 sẽ thành thằng 2, thằng 2 sẽ thành thằng 3 và thằng 3 sẽ thành thằng 4 nha. Còn chúng ta không in ra được những cái thằng mà y bằng đây này. Các bạn thấy y bằng 0 chúng ta không in ra được bởi vì rằng nó chạy ra đây rồi này. Chúng ta chỉ in ra 3 thằng còn lại thôi. Chúng ta có 4 thằng mà đúng không các bạn? Ở đây thì chúng ta in ra 3 thằng đúng không? Thì cái thằng 0 chính là cái thằng mà chúng ta đây này. Thằng 0 mà chúng ta chạy là 0. Chúng ta chạy vào đây là y tăng là 1 rồi. Thì y bằng 1 chính là Chelsea đấy các bạn. Thành ra rằng là y, cái giá trị y bằng 0 nó bị miss nha. Tức là chúng ta bị mất với thằng y. Thì ở đây gọi là nôm na rằng đấy gọi là cái ví dụ để các bạn gọi là có thể hiểu được cái continue và thằng break. Thì nếu như là các bạn đọc sách giáo khoa ấy, thì nó cũng ở đây, mình sẽ để cái đường link gọi là break và continue cho các bạn thôi. Thì ở đây thì ví dụ như thế này các bạn này, nó có một cái vòng lặp, nó sẽ dùng vòng lặp for nha. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu bằng thằng break nha, như thế này. Tức là nó sẽ gọi là khi mà y bằng 3 nó break luôn. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ in từ 0 đến 3 thôi. Các bạn test đây, đấy, number là 0, 1, 2. Đấy là lý do khi chúng ta dùng vòng là chúng ta dùng câu lệnh break đối với vòng lặp nha. Ngoài ra thì chúng ta có câu lệnh continue. Các bạn có thể thấy rằng là đây này, nó lý giải này. Nếu mà cái điều kiện mà continue ấy nó được fire thì nó vẫn tiếp tục vòng lặp thôi. Thì các bạn thấy rằng là ở đây ấy, nó chỉ check là y bằng 3 thì chúng ta tiếp tục chứ nó lại không tăng y. Bởi vì rằng là cái việc tăng y là nó đang dùng trong câu điều kiện for rồi. Còn như mình là mình dùng vòng lặp while. Thành ra đấy là sự khác biệt nha các bạn. Đây, các bạn thấy rằng là khi các bạn dùng cái câu lệnh continue ấy, nó bỏ qua mất thằng thứ ba. Các bạn thấy rằng y bằng 3 tiếp tục. Tức là tiếp tục gì? Tiếp tục lặp, và tức là nó sẽ gọi là đến gặp câu lệnh continue là thoát ra khỏi vòng lặp, nó sẽ tự động tăng y lên và nó chạy tiếp nha các bạn. Thành ra rằng là nó bị sót với cái câu này các bạn này. Các bạn thấy rằng là the number is 3 nó bị missing đúng không? Thì đấy gọi là cái thằng dùng cái thằng break và thằng continue thôi. Rồi, thì ở đây thì để mình thử một cách xem nha. Các bạn bình tĩnh xem mà mình sẽ thử như thế này. Xem là thực tế thì video 13 mình sẽ bất xem này. Tự dưng mình nổi hứng ra mình thử đặt bất xem chúng ta chạy như thế nào nha các bạn. Đây, các bạn thấy là bây giờ mình sẽ bất từng bước một cho các bạn xem nha. Thực tế các bạn đi làm là các bạn có thể bất như thế này. Mình sẽ đặt bất cho các bạn xem. Ở đây thì mình sẽ cần phải nhỏ cái font size máy tính mình xuống một xíu. Tại sao mà nó không ở trong trong cái màn hình này tại sao mà mình không nhỏ được nhỉ? À đây, mình nhỏ lại được rồi. Đấy. Thì đây. Đấy. Thằng này sao mà cái bất này mình đi làm thì ở đây có mà. Found it array. Đây Chelsea này. Đây này, đây. Tại sao mà đây y bằng 1 này thì mình sẽ cần phải refresh lại nha các bạn để cho bạn xem nha. Đây, nó đang gọi là khi các bạn đặt bug ấy, mình sẽ gọi là slow motion nha. Thì sau này khi các bạn gọi là đi làm thực tế cũng như là trong cái series mình dạy các bạn ấy thì chúng ta dùng bug chương trình duyệt cho nó nhanh thôi các bạn ạ. Cái công cụ của thằng Google Chrome DevTools ấy nó cực kỳ mạnh rồi các bạn ạ. Chúng ta không nhất thiết phải cài extension đâu. Mình nghĩ rằng là công cụ này nó đã đủ dùng cho các bạn rồi. Sau này thì chúng ta còn dùng cả cái tab performance bên này nữa các bạn này, nó sẽ ghi lại các hoạt động của website của chúng ta. Ví dụ ở đây mình chỉ ghi 5 giây xem nha. Nó sẽ gọi là ghi hiệu năng của website của các bạn thôi. Thì sau này có thời gian thì mình sẽ chia sẻ với các bạn sau. Ở đây thì do website của chúng ta nó quá đơn giản đi các bạn ấy. Nó chẳng có gì, nó có một cái đoạn hello world from HTML này. Đấy, thì nó không có gì khác biệt cả. Ví dụ ở đây nha, mình sẽ gọi là hơi spoiler một chút. Đây gọi là thực tế các bạn này, đây này. Cái hình ảnh đây với gọi là website thực tế các bạn này. Các bạn sẽ thấy rằng là rất là nhiều màu sắc. Thì sau này có thời gian thì mình sẽ chỉ hết các tab trên cái thằng Google Chrome DevTools này cho các bạn nha. Chứ không phải rằng là chúng ta nhất thiết phải cài thêm công cụ đâu các bạn. Thằng Google Chrome nó cực mạnh luôn đấy. Các bạn tin mình đi. Các bạn đi làm mình sợ rằng các bạn chưa biết hết được sức mạnh của nó thôi. Rồi, ở đây thì mình sẽ thử xem nha. Các bạn thấy rằng đầu tiên y của chúng ta, mình sẽ cần phải refresh một cái cho nó vào vòng lặp này. Đầu tiên nếu mà các bạn để chuột vào đây, y bằng 0 đúng không?
mình sẽ nhấn nút như ở bên này đấy, nó sẽ chạy xuống này. Các bạn thấy ngay ở bây giờ y vẫn bằng không, tuy nhiên rằng đến chỗ này này nó sẽ y bằng một nha. Mình nhấn tiếp này, các bạn có thấy rằng đến bước này chúng ta đã chạy đến là y là Chelsea rồi đúng không, giá trị của array thứ 4 đấy, tức là nó đã tăng y rồi, sau cái giá trị này nó tăng y rồi đúng không. Chúng ta nhấn tiếp này, nó sẽ chạy vào đây. Các bạn thấy rằng là y là chữ Chelsea này, các bạn check xuống dưới này nó continue nha. Các bạn nhìn cái nó chạy này, đấy nó quay lại vòng lặp đúng không. Đấy, thành ra là cái đầu tiên y bằng không chúng ta bị miss đúng không, khi nó quay lại thì y bằng một này. Đấy, nó gọi là đây này, các bạn có thể gọi là đây chính là code nó chạy đấy các bạn này. Đấy, thì sau này bạn nào muốn nhìn code nó chạy thì các bạn yên tâm, các bạn cứ theo dõi channel của mình đi. Chúng ta gọi là làm đến đâu chắc đấy, các bạn yên tâm rằng là những kỹ thuật nào mình đi làm mình thấy hay thì mình sẽ truyền đạt cho các bạn thôi. Thì đấy gọi là cái điểm khác biệt của mình. Mình nghĩ rằng ấy, mình khác với nhiều người khi làm một channel dạy lập trình, đấy chính là mình không gọi là quá tập trung vào cái gọi là sách giáo khoa dạy như thế nào. Bởi vì cá nhân mình, cách học của mình ấy, mình luôn quan trọng rằng là các bạn học thì phải có thực hành. Ngoài thực hành thì chúng ta gọi là làm theo cách hiểu của chúng ta. Chứ mình nói gọi là lý thuyết nó là vậy thôi các bạn, mỗi người một tư duy, mỗi người một cách hành động các bạn ạ. Các bạn đừng gọi là cứng nhắc, gọi là nhất thiết phải học theo mình. Các bạn nên cố gắng gọi là chúng ta học như thế nào mà các bạn cảm giác dễ hiểu và dễ nhớ. Thì đấy cũng là phương châm của mình trong suốt thời gian mình học đại học thôi. Các bạn biết rằng là học bách khoa nó khá chi là nặng. Và cái nếu như là các bạn học kiểu gọi là học thuộc ấy, thì nó vô ích thôi. Mình dĩ nhiên là mình sẽ có cách nhớ riêng của mình. Chứ mà mình gọi là chứ học theo giáo viên hay giảng viên ấy các bạn thì gọi là nó cực kỳ là quá tải. Thì cái đấy gọi là những câu chuyện sau này có thời gian thì mình sẽ chém gió sau nha. Thì trong video này mình đã giúp cho các bạn, chúng ta đã cùng nhau làm quen với thằng if else cũng như thằng break và thằng continue. Trong video tiếp theo thì chúng ta sẽ làm quen với thằng switch statement. Như vậy rằng là chúng ta sẽ đóng gói được cái những câu lệnh mà check điều kiện. Thì sau đấy thì chúng ta sẽ nói qua về variable, chính xác rằng là chúng ta sẽ nói lại thôi. Và cái thằng plot scope cũng như rằng là chúng ta đến chương 4 và chương 5. Mình hy vọng rằng là chúng ta gọi là sẽ còn khoảng 11 video nữa là mình sẽ kết thúc được series này. Thì sau khi series này thì mình sẽ có một series về React. Thì như vậy thì đây chính là kế hoạch của mình nha. Thì trong quá trình thực hiện video này, nếu như là các bạn có điều gì thắc mắc cũng như là có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn có thể comment bên dưới video cho mình biết, hoặc các bạn có thể join group Facebook. Thì mình tạo ra group Facebook đấy, hy vọng các bạn có thể gọi là những người cùng chí hướng, có thể giúp đỡ nhau học tập. Link tài liệu tham khảo cũng như rằng là mọi cái thông tin cần thiết thì để mình để tại phần miêu tả của video cũng như là tại comment đầu tiên tại video này nha các bạn. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video, nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.